hai ông nó đi được rồi đó. Trái ngã xe luôn rồi. Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay sẽ là một video chế thuyền nha các bạn. Nice. Và ở video này thì mình sẽ chế một chiếc Gitger. Nhưng mà hai cái phao hai bên đó các bạn sẽ là hai chiếc Gitger nhỏ nữa nha. Đó, giống như vậy nè. Nhìn thì hơi bị chiến luôn á, cho nên là hôm nay mình sẽ thử chế cái kiểu này để coi là chạy nó có ổn định, có đầm không nha các bạn. Rồi, chuyển qua nói sơ sơ về phần đồ điện cho các bạn xem nha. Thì cái chiếc này mình dự định là làm nó vừa vừa gọn gọn thôi các bạn, cho nên là sẵn tiện thì test cái cục motor của con V912 luôn nè, 4500kV nè các bạn. Cái này con SC mình luột ở trong cái kit Airsky 450 các bạn, con heli bự bự á. Đây một bộ lắp với chân vịt, một cái bánh lái nè. Đấy, con servo quyền thoại nè. Đấy một bộ TX-RX AS5S nha. Rồi đối với những cái linh kiện cơ bản giống như là servo nè, lắp chân vịt, bánh lái, cái bát servo này thì đều có bán ở trên shop của mình nha các bạn. Rồi, ok, không có quảng cáo nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế cho các bạn xem luôn nha. 3, 2, 1. Yo. Thì ở trên shop của mình RC360 có bán các loại linh kiện cho anh em chế tàu, xe, máy bay. Nếu anh em có nhu cầu muốn ủng hộ mình, anh em có thể truy cập vào link được tính kèm ở phần mô tả bên dưới video vào xem thử nha. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, ok, thì đầu tiên sẽ là về phần kit nha các bạn. Thì ở đây để cho đỡ mất thời gian thì mình đã cắt sẵn ra như thế này rồi. Các bạn cứ hình dung là chúng ta sẽ làm một cái thân giữa là một chiếc bự, rồi hai bên là hai chiếc nhỏ thôi. Đấy, đơn giản vậy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gáp nha các bạn. Gắp mấy cái này lại với nhau. Đấy, vô. Đấy. Như các bạn thấy thì ở đây mình đã làm xong cái kit này các bạn. Đó. Độc lạ bình tân thiệt chứ. Đây. Một con lớn, hai con nhỏ hai bên. Đấy, và trước khi sơn thì mình có up ở trên tab cộng đồng của mình nữa các bạn. Mình hỏi xin ý kiến các bạn là nên sơn màu gì. Thì kết quả là có quá là nhiều màu đúng không các bạn. Xanh đỏ tím vàng lục lam chầm tím nè. Đấy. Cho nên là mình sẽ tổng hợp các ý kiến này lại để sơn cho cái chiếc này là một màu cam pha với màu vàng nha. Kiểu mix lại cho nó chuyển màu á. Rồi, ok, bây giờ sẽ bắt đầu sơn cái kit này nha các bạn.
Đấy, nhìn là thấy mùa hè rồi các bạn. Đó, rất là tươi luôn. Đây. Và bước tiếp theo thì mình sẽ lắp đầu điện vào trong con tôm này nha các bạn. Thì làm xong rồi thì cũng thấy nó khá là bự, với lại khối lượng cũng khá các bạn. Cho nên là quyết định đổi đầu điện nha. Cho nên là mình sẽ úp sai motor lên, chơi cái cục 2845 3800kV nè. Đó. Rồi còn về lắp thì sẵn tiện có một bạn bơm hàng nè, để mình khui ra mình lấy mình xài luôn nha. Này, một bộ láp 3mm với một cái chân vịt 100.000 nè các bạn. Tính ra một cái láp này. Đây. Thôi cái kia bỏ đi. Rồi tính ra thì một cây láp này mình bán có 75.000 nè các bạn. Nice. Đấy, coi mượt nè. Đó. Đấy, vậy mà nở lòng nào bơm hàng mình các bạn. Thôi thì sẵn lấy xài luôn nha. Rồi sẵn tiện thì đố các bạn luôn, tại sao mình lại dán một miếng băng keo ở đây nha. À, anh em nào biết thì comment ở phía dưới nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp linh kiện vào trong cái kích này nha các bạn. Rồi, ok, thì đây. Mình đã lắp xong đầu điện cho cái con Gitger này rồi nè các bạn. Ở đây thì con ESC mình sẽ để trên đây luôn cho nó mát nha. Con RX thì mình nhét vô trong đây rồi. Rồi bây giờ sẽ ghim pin vô. À, đề ba cái gì? Guarantee nha các bạn. Vài phát để coi nó có ok không nha. Yeah, boy. Trời, nghe cái tiếng là thấy nhức nhức cái đầu rồi các bạn. Đấy. Rồi, ok, và cái phần đáng mong chờ nhất của video cũng tới rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cái chiếc này đi ra ngoài cái con kênh huyền thoại để test nha các bạn. Để coi là cái con tôm nhiễm phóng xạ này nó chạy có ok không nha. Rồi, ok, đi luôn. Đây các bạn, mình mới tìm được một cái hồ quá là lý tưởng luôn. Đó, ra đây thì thấy có một anh đang chạy chiếc cano xăng nè. Đó, quá dữ luôn. Mình sẽ đứng mình đợi cho anh này anh chơi xong rồi mình mới dám bỏ cái tàu xuống nha các bạn. Lỡ mà bị anh hút cái chắc cái tàu mình mất tiêu luôn á. Ok rồi, được rồi, được rồi, ok, ok, ok. Đây là gì, cái đồ hay gì vậy? Insta 360. À, Insta 360. Mình nhớ đang chấp đèn là quay rồi đúng không? Đúng rồi, chấp đèn là quay. Chấp rồi, đang quay. Yo.
Dứt. Dịch này là in luôn, tự in luôn hả? Chuyện dịch ra bình thường. Ủa gì vậy? Đã không nổi. Ủa? Rồi chắc con SC rồi. Dạ, nãy giờ nè, em chậm vô đi. Xong rồi em bấm hết ga xong thả xuống thử cái. Hiểu không? Dở đuôi lên bấm hết ga xong thả đuôi xuống. Để ra nó phát nổi không? Đó thấy không, nó đi được rồi. Trái nghe xe luôn rồi. Trái rồi. Ai được trái rồi mẹ hư lên là dục thôi. Nhưng mà nó bán rồi cho cái ông đó. Rồi chạy tiếp rồi. Ồ quá đầm quá ta. Rồi bóp quân ra. Rõ ra ngoài xíu. Em lái không được. Rồi đó, như các bạn cũng thấy thì mình chạy cái pha này bị lật úp, cái RX nó bị chìm trong nước luôn các bạn. Đó, cho nên nó bị mát mát vậy luôn rồi. Nhưng mà mình cũng không biết là do mình canh cây láp nó chuẩn hay là do cái thiết kế này nữa các bạn. Nhưng mà nó chạy rất là đầm luôn nha. Chạy ở tốc độ cao thì nó rất là êm luôn, nó không có bị nhảy cóc. Rồi, thì đang hè nè, anh em nào hứng thì có thể thử cái thiết kế này của mình để coi sao nha. Anh em cứ chế thử đi, rồi comment ở phía dưới cho mình biết. Và quan trọng bây giờ là anh em hãy ấn like, thẳng đăng ký kênh mạnh vô để cho mình có sức mình bơi ra mình cứu nó nha anh em.